Thưa quý vị, nhằm chăm lo, cải thiện đời sống cho người lao động, vấn đề an cư cho công nhân luôn được đặt ra và Đà Nẵng đã và đang đầu tư nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân cùng các thiết chế văn hóa dịch vụ phục vụ người lao động trong khu công nghiệp. Đây là khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, được đưa vào hoạt động từ năm 2020. Công trình có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được xây dựng trên tổng diện tích gần 28.000 m2, gồm 278 phòng ở đơn và 7 phòng ở đôi, giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân. Diện tích các phòng dao động từ 16 m2 đến 46 m2, giá cho thuê dao động từ 320.000 đồng đến 1,3 triệu đồng một phòng. Vô đây ở thì quá tốt so với bọn công nhân giống như tụi em. Và ngồi thì giá cả thì nó cao, ngồi thì 1,5 triệu một tháng luôn đó chị. Dạ, vô đây thì cũng 300 mấy một tháng luôn với em như vậy. Mấy tụi em như vậy thì cũng mừng so với bên công đoàn và thành phố hỗ trợ cho mấy tụi em công nhân. Với những công nhân đồng lương ít ỏi, giá thuê trọ bên ngoài lại cao, điều kiện sinh sống tạm bợ, không ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Do vậy, khi được vào đây ở, với giá thuê rẻ, có khu vui chơi và các thiết chế văn hóa đã thực sự đem lại sự yên tâm cho người lao động. Nơi đây còn có phòng đọc sách nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên người lao động. Chung là ở đây rất ổn định, có khu vui chơi, rồi bây giờ là có thêm nhà văn hóa, rồi có tivi cho mấy đứa cháu được xem, có vi tính được cho mấy cháu chơi vi tính và cách sóc để cho cả người lớn và mấy cháu đi đọc. Chung là em thấy ở đây rất thích. Ngoài nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với hơn 7.000 căn hộ và đang kêu gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội với hơn 4.000 căn hộ. Trong đó có khu chung cư nhà ở xã hội, khu công nghiệp Hòa Khánh, nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 để ưu tiên bố trí cho công dân các khu công nghiệp. Sắp tới đây thì theo cái đề án của chính phủ thì 1,8 triệu căn hộ nhà ở xã hội về công nhân thì đây là cái hoạt động hết sức là ý nghĩa. Đặc biệt đó là Ủy ban thành phố đã quan tâm tiếp tục mở rộng thêm cái dự án nhà ở xã hội thì nó sẽ góp phần thêm cái ổn định về đời sống công nhân lao động và giúp cho công nhân lao động gắn bó với các cái đơn vị trong cái khu công nghiệp và cải thiện được cái đời sống của công nhân lao động. Nhà ở là nhu cầu bức thiết nhất với công nhân lao động. Thống kê sơ bộ, Đà Nẵng hiện có hơn 27.000 lao động ngoại tỉnh đang làm việc trong các khu công nghiệp. Trong đó, phần lớn người lao động ngoại tỉnh đang thuê trọ gần các khu công nghiệp để tiện cho việc đi làm. Theo khảo sát nhu cầu của công nhân tại các khu công nghiệp do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thực hiện, dự báo số công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2030 là hơn 62.000 người. Do vậy, Đà Nẵng cần tiếp tục ưu tiên, dành nguồn lực, xây thêm nhiều nhà ở cho công nhân lao động để giúp họ an cư lạc nghiệp.